vậy Tú? Tới rồi, tới rồi. Cái gì mà tới hoài vậy? Muốn tới khi nào thì tới, làm sao mà biết được? Tôi đã nghi lâu lắm rồi. Mày đặt gồng hả? Lần này hết chối nha. Anh chờ đi, tôi sắp nổi tiếng rồi. Sắp rồi á. Ngạo quá đáng lắm luôn á. Đón xem tập 17 Thần Tượng Tuổi 300 phát sóng vào lúc 12:30 ngày 25/3/2018 trên kênh HTV7. Không biết là từ khi nào lạc vào thế giới của nhau, không biết lối đưa anh đến tìm em là từ cửa trước hay cửa sau. Cả bầu trời mây trắng say nắng, em quên đường về. Người con gái làm cho anh biết tương tư và say mê. I know that just can't be right, 'cause now you are in my mind. Về đêm thì hay nhung nhớ, một mình thì giấc bơ vơ. Nếu em không gặp tên anh như ngập trên những ngày ngơ, để chờ baby.